Đây chúng ta đang đi trên đường Lê Lợi các bạn. Đây là hội hoa xuân Hoa Kiểu, khu công viên 23 tháng 9 đó các bạn. Có lẽ ở đây chúng ta sẽ được tới buổi sớm thì sẽ đẹp hơn nữa. Đây họ mang đào về khá là nhiều. Sao lại kẹt xe rồi đây các bạn? Không hiểu sao lại xảy ra mất này. Đây chúng ta đi vào đường, đây là Nguyễn Thị Nghĩa các bạn. Mình sẽ đưa các bạn đi qua khu phố Tây của viện. Ba giờ đêm thì các bạn, và khu vực này vẫn còn kẹt xe, vẫn còn đông xe và kẹt xe như vậy. Đó là cái lưu lượng phương tiện giao thông ở đây rất là đông, dẫn đến là cái hiện tượng bị kẹt xe. Đây chúng ta đi tới đây là đường
Đây, chúng ta đi ra đường bên trái các bạn. Trước mặt đang là đường bên trái, còn cái khúc này thì vẫn đang là Phạm Ngũ Lão. Beep, beep, beep.